Xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là vòng mở màn Premier League đã diễn ra trong 2 ngày qua. Chỉ còn một trận đấu muộn duy nhất giữa Manchester United và Wolverhampton tại Old Trafford. Nhưng chừng đó là đủ để chúng ta chứng kiến được nhiều điều hấp dẫn ở giải bóng đá khắc nghiệt nhất hành tinh. Và ngay bây giờ hãy cùng K Cộng Sport đến với những điểm nhấn quan trọng có thể đã bị bỏ lỡ trước đó. Thứ nhất, luật mới giúp trọng tài mỏi tay. Chỉ trong trận đấu giữa Chelsea và Liverpool tối qua thì trọng tài Anthony Taylor đã có đến 2 lần rút thẻ vàng dành cho Nicolas Jackson và Mark Allister vì lỗi phản ứng. Và điều đáng nói là hành vi của những cầu thủ này thực tế không quá gay gắt khi họ chỉ giơ tay yêu cầu vị vua áo đen trừng phạt đối phương sau một pha phạm lỗi. Tuy nhiên, luật mới ở ngoại hạng Anh cho phép trọng tài lập tức rút thẻ để cảnh cáo cầu thủ nếu họ có thái độ không hòa nhã, thậm chí chỉ là một phản ứng mà chúng ta xem nó quá bình thường như lẽ tự nhiên. Sẽ rất thú vị nếu nói rằng Bruno Fernandes của Manchester United sẽ phải như Deadpool trong series phim X-Men, vì cầu thủ này luôn thích việc chống đối các trọng tài trên sân dù tình huống không mấy nghiêm trọng. Mùa trước thì tiền vệ người Bồ Đào Nha còn nhanh nhỏ khiếu nại trọng tài biên ngay sau khi ghi bàn vượt lưới Man City tại Old Trafford. Đặt giả sử nếu pha bóng đó diễn ra ở mùa giải này thì có lẽ Bruno Fernandes sẽ chỉ ra sân để nhận thẻ hoặc có thể bị đuổi khỏi sân vì nhiều lần không tiết chế được cảm xúc. Như vậy để nói rằng luật mới ở ngoại hạng Anh hiện nay đang bảo vệ các trọng tài một cách tối đa sau những màn tra hỏi và dồn nép từ phía các cầu thủ trước đây. Dự kiến số lượng thẻ phạt sẽ tăng đột biến cho đến cuối mùa. Thứ hai, Newcastle thể hiện sức mạnh đáng gờm. Hôm thứ Bảy thì đội chủ sân St James Park tiếp đón ngựa ô Aston Villa tương đối khó chơi dưới thời Unai Emery. Nhưng sau cùng thì điều duy nhất mà đại diện thành Birmingham làm được chỉ là một bàn gỡ hòa ở trong hiệp thứ nhất. Newcastle sau khi bị thủng lưới đã vùng lên như con thú bị thương và khiến cho đối phương xây sầm mặt mày cùng một thế trận như vũ bão. Sự có mặt của tân binh bom tấn Sandro Tonali kết hợp cùng Bruno Guimaraes và Joelinton đã giúp đại gia mới nổi ở vùng đông bắc nước Anh chơi quá hay. Các đợt tấn công do bộ ba này tạo ra đã được tiền đạo chủ lực Alexander Isak kết thúc gọn gàng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần ca ngợi huấn luyện viên Eddie Howe vì ông đang tạo ra một đội bóng chơi áp lực cao đến mức khó tin trên sân cỏ. Mùa này, việc giành quyền tham dự Champions League cũng sẽ giúp họ có thêm cơ hội để tích lũy kinh nghiệm trận mạc để tiếp tục công cuộc hóa rồng dưới triều đại của những người Ả Rập Saudi. Việc đổ tiền vào thị trường chuyển nhượng sớm mang lại trái ngọt và giờ Newcastle trông giống như một đội bóng hàng đầu nhiều hơn khi họ vẫn có tham vọng ngầm, đó là thống trị bóng đá Anh trong tương lai. Thứ ba, Bournemouth có thể là ngựa ô mùa này. Trận hòa trong tư thế rượt đuổi tỷ số trước West Ham có thể khiến nhiều người không để tâm tới cách chơi của Bournemouth. Tuy nhiên, trong mùa hè thì họ đã sa thải Gary O'Neil, người vừa gia nhập Wolverhampton, để đưa về Andoni Iraola, một huấn luyện viên trẻ nhưng nổi bật ở khả năng xây dựng đội bóng theo thiên hướng gây áp lực mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Đó là điều mà người hâm mộ đã quen với Marcelo Bielsa trong thời gian ông phụ trách Athletic Bilbao. Và thực tế là Andoni Iraola thích áp dụng cách tiếp cận tương tự ở Tây Ban Nha khi thấm nhuần tư tưởng đó từ ông thầy người Argentina. Nếu là một người hâm mộ bóng đá lâu năm thì bạn có thể nhận ra Iraola không phải một ngôi sao lớn khi chỉ chơi cho Bilbao trong vai trò hậu vệ. Ông từng cùng đội bóng xứ Basque đánh bại Manchester United ở Europa League 2012 hay vào chung kết giải đấu này sau đó. Tuy nhiên thì sự nghiệp của Iraola trong môn thể thao này dường như bây giờ mới phát triển khi mà ông dẫn dắt Bournemouth chơi cực kỳ máu lửa. Trước West Ham, đội chủ sân Vitality đã kiểm soát bóng vượt trội, chuyền gần gấp đôi và có nhiều tình huống gây áp lực tầm cao ấn tượng, song nó chưa thể chuyển hóa thành kết quả tích cực. Nếu Bournemouth đi đúng hướng cùng huấn luyện viên Andoni Iraola, họ có thể trở thành Swansea City dưới thời Michael Laudrup trong quá khứ, với thứ bóng đá đáng xem nhiều hơn so với tầm vóc nhỏ bé của câu lạc bộ. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng. Nhưng đối với người hâm mộ giải Ngoại hạng Anh, chúng ta cần chú ý nhiều hơn tới đại diện có biệt danh The Cherries ở mùa giải năm nay. Thứ tư, Karo Mitoma là ngôi sao tiếp theo ở Ngoại hạng Anh. Son Heung-min vừa được vinh dự nhận tấm băng thủ quân tại Tottenham và đã có nhiều năm chơi ấn tượng ở giải Ngoại hạng Anh. Song thời điểm hiện tại có lẽ là thời của một ngôi sao châu Á khác với Karo Mitoma tại Brighton. Mùa trước thì cầu thủ người Nhật Bản chơi quá hay trong vai trò của một tiền đạo cánh và giờ phong độ đó tiếp tục được thể hiện ở mùa giải mới khi Brighton hủy diệt tân binh mới lên hạng Luton trong ngày mở màn. Cách đây chưa lâu, huấn luyện viên Pep Guardiola đã ca ngợi phẩm chất tuyệt vời của Mitoma trong bối cảnh Man City đang cần một tiền đạo lắt léo như vậy để thay thế Riyad Mahrez. Điểm mạnh nhất của Mitoma chính là những pha dê dắt bóng rất điêu luyện. Anh từng làm luận án về đề tài này và khiến giới mộ điệu hết sức thích thú.
Không dừng trên giấy tờ, Mitoma đã cụ thể hóa những mớ lý thuyết bằng thực tế trên sân cỏ và đến cả Pep cũng dành cho anh những lời khen ngợi. Trong thời gian tới thì có thể Mitoma sẽ đến Man City hoặc không, nhưng chắc chắn đây là cầu thủ cực kỳ đáng xem ở ngoại hạng Anh và anh cũng đang trở thành ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới có gốc châu Á tiếp theo sau Son Heung-min của Tottenham Hotspur. Thứ năm, Arsenal chơi chưa đúng phong độ kỳ vọng. Chiến thắng với tỷ số 2-1 hay 2-1 cũng chỉ giành được 3 điểm. Nhưng theo huấn luyện viên Mikel Arteta thì Arsenal đã tự làm khó mình trước Nottingham dù dẫn trước 2 bàn từ rất sớm. Phong độ của đội Á quân mùa trước có vẻ chưa đi đúng nhịp khi họ dần sa sút về cuối trận và để các vị khách tự tìm đường vào cầu môn của khung thành Aaron Ramsdale. Thậm chí nếu VAR vào cuộc ở tình huống Declan Rice có vẻ để bóng chạm tay thì chưa chắc Arsenal đã kết thúc ngày mở màn mùa giải mới ngoại hạng Anh với một chiến thắng. Hiện nay mối lo lớn nhất của đội bóng này chính là tiền đạo cắm. Khi mà Gabriel Jesus dính chấn thương đầu gối, Eddie Nketiah đang làm rất tốt nhưng không ai dám chắc anh có thể duy trì phong độ cao cả mùa giải. Và rõ ràng đã có lúc huấn luyện viên Mikel Arteta phải đưa Kai Havertz lên vị trí số 9, điển hình như trận tranh siêu cúp Anh với Man City cách đây hơn một tuần. Năm nay thì Arsenal có lẽ vẫn đặt mục tiêu đua vô địch cùng nhóm Big Six, nhưng họ đang phải nghĩ tới Champions League như một sân chơi cũng quan trọng chẳng kém. Vì thế để chơi một mùa giải đáng nhớ thì chắc chắn đại diện phía Bắc London cần phải tìm lại phong độ tốt nhất như họ đã từng thể hiện trong giai đoạn 1 của mùa giải năm ngoái, thậm chí là phải tốt hơn nữa để cạnh tranh song phẳng với một thế lực như Man City. Vào rạng sáng thì trận đấu cuối cùng của vòng mở màn giữa Manchester United và Wolverhampton sẽ diễn ra. Lúc ấy chúng ta có thể nhìn lại cả vòng đấu này một cách toàn cảnh hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.